ngang trên kênh quốc lộ Nhân An. Và nói chung là hồi nãy là xe bưu điện đến nhà chị Hồng Loan nhận hàng đi tỉnh. Trong khi đó là tin miền và Hậu Nhân của Nấy Xuân, các anh em là quay cô bạn của má Tư Quốc Thanh đã thắp hương vào trong và sau đó chụp hình, cho nên là bọn em không quan tâm cái cô này là cái cô ôm một đứa bé vào trong nhà chị Hồng Loan mà đeo khẩu trang mua cơm cháy, mua đồ gì em không có biết được. Cho nên là xong rồi bọn em biết được là nhiều anh em quay thì cô này mua cơm cháy xong rồi ra là bị cái mặt cứng ngắc luôn cả nhà. Sau đó là thấy bọn em là kéo cái khẩu trang lên như thế này nè, trong đó lúc là em quay được có mười mấy giây thôi, còn anh em quay Hậu Nhân quay được phở tầm một phút mấy. Xong rồi là cô này qua đi vòng qua phong lưu đi vòng lại bên kia muốn bò, em muốn bò hai mẹ con luôn nha, đợi mẹ bà mẹ là đợi bên quán bún gần nhà chị Hồng Loan. Sau đó đi vòng ở đó là hai mẹ con nó ngồi em muốn bò cừ hải hay lấy khẩu trang ra banh cái mặt đó luôn đó nha, một cô mặc ố hồng và một cô mặc ố xanh đó, ố xanh là bà mẹ nha. Ở xong đó là cửa hay là bên ve đó là bắt đầu là mua vé số cho tiền cô đó, là thật bất ngờ. Cho nên bọn em đã đưa tin cho anh em đó là mình phải đề phòng chị Hồng Loan, phải đề phòng những con người này đó cả nhà. Qua nhờ Hồng Loan mà mua đồ để khẩu trang thứ nhất luôn, mà qua khen muốn bò là cỡ khẩu trang từ hải hay nói chuyện đó cả nhà. Cho nên bọn em cũng đưa tin cho chú anh chị thôi, những cái tin đó là anh em phải là đề phòng và chị Hồng Loan cũng đề phòng khi người lạ vào trong nhà mua hàng phở bé lấy khẩu trang này cả nhà. Em biết bao nhiêu là chia sẻ bao nhiêu thôi. Hình như hồi nãy là có nghe chia sẻ là có 5 đứa con đúng không ta? Nghe nói là 5 đứa con mà biết con ở đâu, mà nghe nói là chồng bỏ rồi. Chồng bỏ luôn rồi. Yêu cầu lấy khẩu trang ra, lấy khẩu trang ra. Mà khi anh em quay ra lấy khẩu trang, kéo khẩu trang lên vậy nè. Cho nên là mình không để ý cả nhà. Cho nên là cô này mình cũng tình cờ mình lướt trên một cái kênh của anh bên kia thì mình thấy cái cô này xuất hiện bên con bò. Con bò mà là quan điều quan trọng đó là em muốn bò em phải hê luôn em rất là quỳnh tráng luôn. Không có nghĩa là tự do, có nghĩa là mình không có để ý nào đó. Còn cái điều quan trọng nhất đó là ve ngang và mua vé số là cho tiền, có điều quan trọng nha. Vậy hả? Cái điều đó bắt đầu quan trọng nha mọi người, chứ không phải đơn giản đâu cô chú chị. Đôi khi mà ra qua bên này giả đò như ôm con như mua bịch cái trái, nó gió cái lá bùa cái thái lan này có tiêu luôn á nghe cả nhà, rất là nguy hiểm. Cho nên là cô chú anh chị và chị Hồng Loan mình có xem cái clip này, cái video này, cái lời em nói là khi vào trong nhà tất cả mọi người nào phải lấy khẩu trang ra, mình phải để ý nha cả nhà. Để ý khi ví dụ như là mọi người mà rất đông đó đi vào trong đó mua đồ đó, là những người khác giả đò bắt đầu dán lá bùa vô cái bên chỗ nào đó, để chỗ nào như vậy kẹo cao su đó mọi người, mình phải kiểm tra kỹ. Nhưng mà như kẹo cao su cũng vậy, mình như xong thôi mình muốn không biết cái chỗ nào mình giục đó, cứ mình dán đại vô đó cả nhà. Cho nên là nó đề phòng cái điều đó rất là nguy hiểm. Bởi vì hiện tại bây giờ là mẹ con ve là chuyện cả nhà chị Hồng Loan là rất là nguy hiểm cả nhà. Nó cho nên thì em mới biết sao em mới vậy thôi. Đó, không có nhà Diệp Long đi rồi, đi diễn kịch rồi, một tới một. Theo như anh suy nghĩ nha, mới vừa mua đồ ủng hộ gì Hồng Loan xong mà hồi nãy em vô chỗ mình hỏi là mua, tại vì mình thấy mình hồi đầu mình quay được rồi là mình thấy người ta là vô mua một cái gì không biết, em mới chạy vô trong em shop mà hỏi là mua một bịch cơm cháy, đúng không? Có nghĩa là mua cơm cháy ủng hộ Hồng Loan rồi sang ủng hộ bún bò nữa, rất là nghi ngờ. Cho nên ví dụ như mình mua đồ đúng không, mình cởi xe mình đứng trước nhà luôn nè, đúng chưa? Lấy khẩu trang luôn, không ai nói gì đó. Mà khi đứng xe một người mẹ thì đứng xe mẹ ôi xanh, đứng bên quán đứng bên kế nhà chị Hồng Loan. Thường có quán này là thường buổi sáng là chị Hồng Loan mua cà phê, buổi gì là cũng uống đó. Cho nên là mình rất là bất chấp, mình nghi ngờ, cho nên là mình qua hỏi, mình phải đề phòng những. Tại hồi nãy là em cũng có quay rồi, em thấy nó rất khả nghi. Tại vì trước đối diện với nhà chị Hồng Loan là có quán cà phê nè. Là mé bên đây nó mát, mé bên kia nó nắng. Mà lại không đậu xe bên đây. Xe bên đây mình đậu bên kia. Đậu múc bên kia. Mà ẩm theo đứa con nó rất là nhỏ tuổi nữa. Nhỏ em tuổi thấy em rất là nghi vấn luôn. Mấy tháng là 7-8 tháng vậy. Bé rất là nhỏ tuổi nhưng mà chùm vẫn chưa kín hết nha. Em nói sao kỳ vậy ta? Đưa mặt nhỏ ra nữa, nói trời. Tại sao mà không đậu xe ở đây và
dẫn đi mà để lại xa cô vậy? Chú anh chị là mua đồ là tới trước nhà chị Loan quẹt đứng trước quán cà phê nè, mà vẫn đứng chờ, ví dụ như là nắng mà đợi chờ, còn phía trong là cô này đứng với chút anh chị rất là nghi hại nghi luôn chị. Mới đầu mình nghĩ là ta đi bộ thôi, nhưng mà lại kia có người thân chở đi. Mà ở lúc anh em quay lại xe bưu điện đến là có một người bạn của má Tư, lúc mà chúng em mắc thì cô này cũng chia sẻ là cô này là bị Covid. Má Tư cũng chi là 200 triệu để cứu mạng sống cô này, rất là tội nghiệp và rất là tình thương con người nữa cô chú chị. Cho nên bọn em mà không tập trung quay cô này thôi, chứ không có tập trung có quay có cô ôm con này. Đúng rồi. Rất là khi mà xem mà thấy qua bên kia thì cũng là bất ngờ luôn mọi người. Theo chị Nắng Sơn, chị có cảm nghĩ gì sao không chị? Cứ nói mình có sao mà có nói vậy đi, mình có sợ gì đâu, mình không có nói. Mình thấy nghi ngờ đâu, có ghi tin hay đâu. Hồi nãy không quay chị đó. Cho nên là em quay cái chỉ mười mấy giây thôi mọi người. Rất là nguy hiểm. Nói chung hồi nãy là em đi ra đây em thấy rồi, thấy nó rất là khả nghi luôn. Nói tại sao mà bé còn quá nhỏ mà lại ẵm ra đường. Mà ẵm lại ẵm đi xa nữa. Mới đầu em nghĩ là bé nó còn nhỏ mà kiểu gia đình khổ quá hay sao đi bán cái số không? Đi bán cái số. Thì mình có thể là ẵm theo. Nhưng mà trời rất là nắng, anh hiểu không? Đó. Trong lúc đó em mới phiên suy nghĩ đi thế này. Ủa tại sao mà nắng thì nắng thì sao mình không đậu xe sát đây nè, để mà mình con đỡ nắng mà phải đậu mút đằng kia. Đúng rồi. Làm thấy giống như là một cái dàn cảnh vậy đó. Đó thì tí xíu nữa thôi là thấy qua bóng quạng. Có khi nào mà mình nghĩ nha, có khi nào nó mua chỗ nó qua này cái đó thì mình chưa biết được, nhưng mà anh thấy khả nghi không? Khả nghi chứ. Đó lại đằng kia đậu xe đằng kia xong rồi mà không chạy ra đây đi qua ống bộ nó gần không đi mà đậu đi xe khoảng 50 mét á, mà phải đi vòng xa hơn, nếu vòng qua kia mà sao không đi đây thẳng qua luôn mà đi vòng lại kia. Mà lại cái điều quan trọng là qua đó ăn bún mà cười hải he mới là đau chứ. Ăn bún cười hải he luôn. Cả hai he luôn. Rất là nghi ngờ không mọi người. Có khi nào giống như là bị anh em bắt quả tang rồi, sẵn quê làm luôn ấy. Nó chắc nó cho một cái mà cho nên mình quay với mình có con mình đi bằng ở ngoài thôi, còn ở trong là có chuyện với nhà có chuyện rồi. Đúng rồi. Không có gì sao ở trong. Đó, thì nói chung là anh em cũng chia sẻ cho cả nhà biết như đây ha. Có thêm thông tin gì anh em sẽ cố gắng cập nhật thêm cho cả nhà mình biết.